thấy rằng là mỗi một bệnh nhân khi mà họ gặp phải tình trạng gặp phải một căn bệnh nào đó thì đúng. cái tinh thần của họ luôn luôn là có một chút gì đó khá là bi quan đúng, rồi, đúng với những bệnh nhân suy thận ở cấp độ 3 thì họ cũng sẽ có những cái suy nghĩ thế này là đúng rất là nhanh chóng sẽ chuyển sang là độ 4 nghĩa là sang giai đoạn cuối rồi. Vâng. Đây có vẻ là một cái suy nghĩ nó có vẻ hơi tiêu cực quá hay không ạ, thưa tiến sĩ? Vâng, thì như chúng ta biết được là đối với bệnh nhân suy thận mà đã cái suy thận ở cái giai đoạn cuối như là giai đoạn 3B hoặc là giai đoạn 4 thì đây là một cái giai đoạn cuối và chúng ta biết trong cái bệnh cảnh lâm sàng không phải chỉ có mỗi suy thận không, bệnh nhân còn rất nhiều mang rất nhiều những các cái bệnh cái bệnh này có thể là những cái nguyên nhân uh, gây nên các cái suy thận, ví dụ như là tiểu đường này, những cái huyết áp này. Uh, rồi nữa, các cái bệnh lý về thận là cũ này à, nó đã làm cho là bệnh nhân phải điều trị rồi phải phải chịu một cái 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 bệnh lý rất là nặng rồi thế và bên cạnh đó nữa thì chúng ta còn có các cái biến chứng của cái suy thận đó. bệnh nhân ở trong cái giai đoạn này cũng có nên là bệnh nhân cái sức khỏe bệnh nhân cũng suy giảm và đặc biệt như vậy thì cái tinh thần của bệnh nhân cũng rất là lo lắng à, và bệnh nhân sẽ mất ăn mất ngủ rồi tất cả các sinh hoạt đều đảo lộn và đấy cũng là một cái cái cái, cái uh, uh, suy nghĩ chung của các bệnh nhân khi mà bị và chúng ta biết được là uh, khi mà các cái khi cái nguyên nhân nó vẫn chưa được giải quyết này rồi các cái biến chứng nó tiếp diễn như là bệnh nhân có thể như là tăng cái huyết áp này rồi rối loạn tim mạch này tăng kali máu này rồi là những cái như là vấn đề về hô hấp vấn đề về tiêu hóa như xuất huyết tiêu hóa rồi tất cả những cái vấn đề đó khi mà nó xuất hiện cái biến chứng thì nó lại ở trong cái giai đoạn cuối này thì nó lại làm cho cái bệnh bệnh suy thận của chúng ta lại càng nặng lên, nó tạo thành một cái vòng xoắn bệnh lý à, vòng trong thì thì nặng hơn vòng ngoài. À, chính vì vậy mà à, cái làm cho cái cơ thể bệnh nhân cũng bị suy kiệt và người bệnh cũng cái tinh thần cũng 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 rất là 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 cái tâm lý cũng không được ổn định. nên là chính vì vậy mà trong cái giai đoạn 3 này đặc biệt là chúng ta phải có một cái sự à, theo dõi này, một cái chế độ sinh hoạt ăn uống sinh hoạt điều độ này rồi là tuân thủ theo đơn bác sĩ và theo dõi sát của các thầy thuốc thì để cho chúng ta nếu mà chúng ta có một cái sự kiểm soát tốt thì chúng ta sẽ làm giảm bớt đi những cái biến chứng cũng như làm 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 ổn định không làm tăng cái độ suy thận như là đến giai đoạn 4 như vậy thì cái vai trò theo dõi điều trị cũng như là chế độ sinh hoạt của bệnh nhân cũng đóng một vai trò rất quan trọng và trong một cái điều quan trọng nữa là cái tư tưởng của bệnh nhân nữa đối với trong những cái này thì tư tưởng bệnh nhân cũng phải có một cái tư tưởng là uh, thoải mái và cũng để hợp tác để điều trị thì mới uh, giúp cho bệnh nhân có thể co, uh, không tiến triển được đến với cái giai đoạn 4 hoặc là sẽ giữ trong một thời gian dài ổn định ở cái mức giai đoạn 3.